Đây là cách để anh em đi con xe mà nó có bánh mâm nhưng mà lại phải sử dụng vỏ có ruột, để được cái sự an tâm về độ an toàn hơn và được bộ mâm bền hơn sau thời gian đi theo Nhật để chia sẻ ha. Mà mình sẽ chia sẻ đến anh em đi xe có bánh mâm mà zin theo xe lại gắn cái ruột, nó sẽ có tình trạng như thế như vậy nè ha. Chiếc Jupiter của anh khách vừa chạy vào, nói là anh tự động an chạy qua xe bánh mình để chọn thay cái vỏ khác giúp con xe nó an toàn hơn. Không có thể thấy vỏ nó mòn cái kiểu khác đúng không? Rất là li ti lởm chởm nè. Còn ruột thì do tác động đất cát và oxy hóa mà điều này xảy ra rất là nhanh nha. Ảnh nói là ruột ảnh mới thay có tháng mấy à mà giờ nó rỉ, nó mục luôn cái chân van vậy rồi. Đi mà lỡ có gì thì nó xì thì không thể nào mà chạy được, do là cái đi bánh có ruột nó rất là bất tiện đúng không anh em. Tất nha, vỏ mòn muốn thay á thì mở ra mới tá hỏa mới biết được bộ mâm nó bị oxy hóa ở trong hết trơn luôn, lên ten do cát đất nó chui vào. Mà hiện tượng này á nếu cứ để đi lâu thì bộ mâm này không sử dụng được nữa đâu, do bị như vậy á mà quá nặng, sau này gắn vỏ bơm sẽ không có lên đều được cái vỏ làm xe mình đi đảo. Chưa nói mà để đất cát chui vào làm hư luôn cái ruột như vậy, nó sẽ ảnh hưởng luôn tới cái vỏ của mình ở từ phía trong. Còn cái mâm nếu như mà để lâu quá nó sẽ mục, nó mục mà nó ten như vậy á, độ cứng của nó sẽ không còn tốt nữa, nó gây mất an toàn cho anh em nếu anh em đi quá lâu về sau này. Bởi vậy nên khi mà anh em thay vỏ hay là thay ruột lại thì anh em cũng nên kiểm tra kỹ lại ha, và vệ sinh sạch sẽ lại kiểu như thợ mình đang làm vậy nè, luôn vệ sinh sạch hay là xử lý lại nếu cái mâm anh em có những cái hiện tượng oxy hóa, bị đổ keo trong hay là nó quá bị ten, sẽ xử lý sạch sẽ lại để gắn cái vỏ vào ruột mới nó ok hơn, nó ngon lành hơn. Đó là những gì mà Nhật muốn chia sẻ về cái hiện trạng mâm đi ruột. Cũng buồn vì không biết sau cái nhà sản xuất họ bán ra con xe cho người ta gắn cặp mâm chi rồi không tối ưu hóa để thành cái vỏ không ruột đi cho nó an toàn hơn. Bởi vậy rất là nhiều khách mua xe như là Way nè, Jupiter nè, Cirrus nè, cả những dòng tay ga nữa như là Janus đời mới hay là AB đời cũ và nhiều dòng xe nữa mới mua về là bỏ liền cái vỏ có ruột đó đi, chọn ngay những thương hiệu vỏ không ruột bên mình như là Maxxis, Dunlop, Abira hay là Michelin, đủ thông số cho các loại xe luôn, cho nên em rất là dễ để update con xe của mình. Và chắc chắn một điều rằng nếu anh em gắn vỏ không ruột thì làm gì còn cái chuyện mà oxy hóa cái mâm nữa, làm gì còn cái chuyện mà một ruột nữa đúng không. Vậy á đi sẽ an toàn hơn nhiều đúng không anh em. Chỉ cần anh em gắn thêm cái van thôi, cái van không ruột vào nó giúp mình gắn được cái vỏ không ruột liền, vừa an toàn vừa bền vừa an tâm, nếu lỡ cán đinh vẫn chạy được. Còn có anh em nào mà thấy cảnh đang chạy ngoài đường trường mà bị lủng ruột chưa, xe nó lạng như rắn á, ghê lắm. Còn vỏ không ruột thì vẫn còn ít hơi để mình hạ tốc độ lại, an toàn lại đúng không. Còn những em coi clip này thích đi Maxxis đúng không, thì vỏ sau chiếc Jupiter này và nhiều dòng xe nữa có thông số là 80-90-17 thương hiệu Maxxis chỉ có 450k thôi anh em, thêm cái van inox 20k nữa là ngon lành liền. Còn được lắp ráp và ra vô vỏ bằng máy móc chuyên nghiệp chuyên dụng, nên nếu mâm mới hay mâm cũ được rất là an tâm con xe của mình. Rồi thì đó là quan điểm và hiện trạng Nhật hay thấy ở những xe khách đi mâm mà gắn vỏ có ruột. Còn anh em thích sử dụng như thế nào, anh em có thích đi vỏ có ruột không, cùng chia sẻ với Nhật nha. Nhiều khi xe anh em bánh căm thì lại phải đi vỏ có ruột rồi, nhưng vỏ có ruột cho bánh căm cũng có nha, shop hai bánh mình có đủ á. Vài ngày nữa Nhật lên clip cho anh em xem cái vỏ có ruột siêu đẹp luôn. Rồi cảm ơn anh em xem clip nha.